Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Dự án 6-7 tỷ đô đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dự kiến khởi công năm 2027. Theo tạp chí Kinh tế Sài Gòn đưa tin, ngày 18 tháng 9 vừa qua, Bộ Chính trị đã nhất trí đưa dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam vào chương trình nghị sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhằm xin ý kiến chỉ đạo trước khi chính thức trình Quốc hội. Theo nghiên cứu tiền khả thi, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xây dựng một tuyến đường sắt hiện đại có tốc độ thiết kế lên đến 350 km/h, được trang bị đầy đủ các thiết bị điện khí hóa với tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ. Ngày 25 tháng 9, VTC News đưa tin, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam của Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sẽ khởi công dự án thành phần cuối năm 2027 và phấn đấu hoàn thành trước 2045. Tại báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến sau khi được các cơ quan có thẩm quyền thông qua, sẽ đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong năm 2025-2026. Dự kiến kế hoạch triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án thành phần đoạn Hà Nội Vinh và Nha Trang Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm 2027, khởi công các dự án thành phần đoạn Vinh Nha Trang năm 2028-2029 và phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến năm 2035. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trước khi lập báo cáo đã cùng các bộ ban ngành tích cực nghiên cứu kinh nghiệm, tham khảo mô hình từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổ chức học tập kinh nghiệm tại 6 nước sở hữu và làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao. Mục tiêu chung xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc Nam một cách tối ưu, bền vững, tạo tiền đề động lực cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mục tiêu cụ thể là phấn đấu phê duyệt chủ trương đầu tư trước năm 2025, giải phóng mặt bằng, khởi công trước năm 2030, hoàn thành toàn tuyến trước năm 2045. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được đề xuất đầu tư với chiều dài 1.541 km, quy mô đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, hạ tầng thiết kế với tốc độ 350 km/h, bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi Hà Nội đi qua 20 tỉnh thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giao thông Vận tải giải thích việc lựa chọn tốc độ thiết kế tư vấn cho rằng tốc độ 350 km/h là phù hợp với các tuyến dài từ 800 km trở lên, tập trung nhiều đô thị có mật độ dân số cao như hành lang Bắc Nam của nước ta. Tốc độ 350 km/h cũng hấp dẫn hơn và có khả năng thu hút lượng hành khách cao hơn so với tốc độ 250 km/h. Theo tính toán của tư vấn trên chặng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, tốc độ 350 km/h có khả năng thu hút hành khách cao hơn khoảng 12,5% so với tốc độ 250 km/h. Chi phí đầu tư tốc độ 350 km/h cao hơn tốc độ 250 km/h khoảng 8-9%. Tuy nhiên, nếu đầu tư với tốc độ 250 km/h, việc nâng cấp lên tốc độ 350 km/h là khó khả thi và không hiệu quả. Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, kiến nghị lựa chọn tốc độ thiết kế 350 km/h cho tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam để đáp ứng tiêu chí hiện đại, đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa kinh tế nước ta và xu hướng trên thế giới. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tư vấn đã nghiên cứu hai phương án đầu tư gồm phương án đầu tư toàn tuyến cơ bản hoàn thành năm 2035 và phương án đầu tư phân kỳ hai giai đoạn cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2040. Đánh giá từng phương án cho thấy, phương án đầu tư toàn tuyến có ưu điểm là phát huy hiệu quả và thu hút toàn bộ hành khách đi lại trên tất cả các cung đoạn ngay khi đưa vào khai thác. Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế cho thấy phương án này cao hơn phương án phân kỳ đầu tư. Nhược điểm của phương án này là áp lực về vốn và tổ chức thực hiện cao hơn. Trong khi đó, phương án phân kỳ đầu tư thì trong giai đoạn phân kỳ chỉ đảm nhận được hành khách đi lại với cung đoạn ngắn Hà Nội Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang, không đảm nhận được lượng hành khách đi lại với hành trình dài. Phương án này có ưu điểm là áp lực về vốn và tổ chức thực hiện không quá lớn. Nhược điểm của phương án là giai đoạn đầu chưa khai thác toàn tuyến sẽ làm giảm hiệu quả tổng thể đầu tư dự án. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị phương án đầu tư toàn tuyến. Số vốn đầu tư dự kiến khoảng 43,69 triệu USD 1 km. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đây là mức trung bình so với một số tuyến khác trên thế giới có cùng dải tốc độ khai thác khi quy đổi về thời điểm năm 2024 như tuyến Nuremberg, Ingolstadt, Đức, tốc độ khai thác 300 km/h,
vốn đầu tư 60,5 triệu USD trên 1 km. Tuyến LGV Sud Europe Atlantico Pháp, tốc độ khai thác 300 km/h, suất đầu tư 45,2 triệu USD 1 km. Ngoài ra, tuyến Osong Mokpo Hàn Quốc, tốc độ khai thác 305 km/h, suất đầu tư 53,6 triệu USD trên 1 km. Tuyến Bắc Kinh Thượng Hải Trung Quốc, tốc độ khai thác 350 km/h, vốn đầu tư 33,1 triệu USD 1 km. Tuyến Jakarta Bandung Indonesia, tốc độ khai thác 350 km/h, suất đầu tư lên tới 52 triệu USD 1 km. Về phương án huy động vốn đầu tư dự án, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất huy động ngân sách trung ương bố trí theo các kỳ trung hạn, nguồn vốn trái phiếu chính phủ, nguồn vốn góp các địa phương, nguồn vốn huy động có chi phí thấp, ít ràng buộc, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hàng năm. Dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư hoàn thành dự án năm 2035, bố trí vốn trong khoảng 12 năm. Mỗi năm bình quân cần bố trí cho dự án khoảng 5,6 tỷ USD, tương đương 24,5% vốn đầu tư công trung hạn hàng năm, bố trí trong giai đoạn 2021-2025 và giảm xuống còn khoảng 16,2% trong giai đoạn 2026-2030 nếu giữ nguyên tỷ lệ đầu tư công trung hạn chiếm 5,5-5,7% GDP như hiện nay. Từ kinh nghiệm quốc tế, đánh giá nguồn lực trong nước, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi kiến nghị áp dụng hình thức đầu tư công. Đường sắt tốc độ cao 350 km/h phải thẳng nhất có thể. Theo báo Lao Động đưa tin, sáng ngày 25 tháng 9, tại trụ sở chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì làm việc về tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng việc đầu tư một dự án lớn như đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam cần thắt lưng buộc bụng để tập trung đầu tư, tạo đòn bẩy cho phát triển. Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục cập nhật, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trình Quốc hội, tập trung vào những vấn đề có cơ sở khoa học và thực tiễn. Ngoài phạm vi đầu tư từ điểm đầu dự án là thành phố Hà Nội đến điểm cuối tại thành phố Hồ Chí Minh, cũng cần xem xét nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt tốc độ cao từ địa đầu Móng Cái đến mũi Cà Mau. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải phân tích ưu điểm, lợi ích đầu tư toàn tuyến sẽ kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác so với đầu tư trước một số đoạn tuyến, đánh giá hiệu quả của đường sắt tốc độ cao chuyên vận chuyển hành khách hoặc kết hợp vận tải hàng hóa khi cần thiết đối với cả nền kinh tế, chứ không giới hạn trong ngành đường sắt. Bên cạnh đó, báo cáo tiền khả thi cần thể hiện được quan điểm đầu tư xây dựng tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 350 km/h thẳng nhất có thể, gặp núi qua núi, gặp sông bắc cầu. Về hình thức triển khai đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ rõ ưu điểm, nhược điểm trong trường hợp coi toàn tuyến là một dự án hay có nhiều dự án thành phần. Đồng thời, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù về phân kỳ đầu tư, phân bổ nguồn vốn trung ương, địa phương một lần hay theo giai đoạn 5 năm một lần, sử dụng trái phiếu ODA và các nguồn hợp pháp khác, tận dụng dư địa mức trần nợ công. Các cơ chế chính sách đặc thù đã áp dụng cho đường sắt đô thị ở thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cần được xem xét áp dụng cho các địa phương có tuyến đường sắt đi qua. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.